ai có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, quân huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop.star.com, ở đây cái quần quay gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Lúc sáng thấy bản cập nhật mới chỉnh sửa lại chiêu thức của ông già nên vào game test thử. Ở bản lần này thì chiêu nào cũng tăng sức mạnh lên, nhưng ulti nó bây giờ không còn sát thương chuẩn nữa mà chỉ là sát thương phép thôi, nên mục tiêu bây giờ mình nghĩ nó phù hợp giết tướng máu giấy là sướng hơn. Và chắc chắn mọi người phải lên xuyên giáp chứ không phải như trước đây không cần xuyên giáp vì nó có sẵn sát thương chuẩn. Nội tại bây giờ ném chiêu chúng sẽ thêm tốc đánh với tốc chạy cộng dồn tối đa 5 lần, cho nên giờ chơi hoàn toàn khác biệt, nhất là đòn đánh tay gây 10% công phép của bản thân nữa nên khá là hay nha. Có nghĩa khi chưa hồi chiêu thì đánh thưởng tốc độ vô cùng nhanh, mình thấy như AD luôn. Hiện tại thì chưa thể biết chính xác trang bị nào chuẩn cho con này vì phải tầm 1 tháng test thử mới ra hàng chuẩn được. Bây giờ thì đa số thích lên gì là lên thôi. Như trận này, mình dùng bộ ngọc sốc đêm của Natalia và phù hiệu thần quang của Natalia nhé. Và lên mấy món sát thương cao để xem phong cách chơi như này có ổn không. Theo mình cảm nhận bây giờ thì con này nó chạy nhanh lắm nên không cần ngọc tốc chạy cũng được. Nếu mà lên cái thập tự kiếm nữa chắc tốc đánh nó đập vào tí, mình sẽ thử xem. Chiêu thức thì vẫn như cũ, đó là ném chiêu một chúng thêm một lần nữa sẽ tạo giáp. Chiêu một chúng, rồi chiêu 2 sẽ làm choáng vừa mới tăng choáng thêm 0,25 giây. Chiêu một chúng rồi chiêu 3 sẽ gây thêm gấp đôi sát thương chiêu 3, cho nên như lần trước mình đã nói đó là vào giao tranh đánh nhau cứ dùng chiêu một trước là được. Mấy bạn xem tốc độ đánh thường của nó nhé, vèo vèo rất là sướng tay. Với lại dù bất cứ con tướng nào mà được tăng tốc chạy với tốc đánh là lúc mình chơi nó thấy thoải mái lắm, chứ mấy con tướng mà đi cứ lờ đờ, đánh thì chậm ngồi xem cũng mệt chứ chơi. Với trang bị sóc sát thương này, cuối game chắc vui vì chưa con này tương đối ra. Nên chơi kiểu rình rình thả cho cái như Alex thì đã lắm. Đây như mọi người thấy đòn đánh thường 24+27. Mấy bạn xem lại cái lượng công phép mình đang 272. Ví dụ mình lên 1000 công phép thì đòn đánh thường mình sẽ hơn 100 sát thương. Nếu lên thập tự kiếm nữa thì đòn đánh thường sẽ có tầm hơn 300 sát thương. Đó là đang có 1000 công phép nhé, chứ lên nhiều hơn thì mạnh hơn. Nhưng mà có một cái không hợp lý, đó là nếu mình lên nhiều công phép thì thủ sẽ yếu. Mà thủ yếu, nếu đánh thường với địch thì khó có ly ăn, chỉ có ném chiêu từ xa giữ khoảng cách mà chạy thôi. Nhưng ném chiêu từ xa thì còn cần quái gì cái đánh thường nữa. Có khi nào lên cái kiếm đỏ Fournier mới hợp lý không? Ngó ngờ là húp hèm ngay. Nick này trước mình chơi lên chiến tướng bỏ rồi sang nick khác chơi bây giờ, nó rớt xuống cao thủ luôn. Đó là lý do nhiều bạn thắc mắc tại sao không chơi mà bị rớt sao. Nhiều người còn bảo để hack nick nữa chứ, hình như một tuần không chơi sẽ tụt một sao. Ăn con bùa cũng không yên, sát thương bây giờ cũng khá to rồi nha. Mấy tướng đi bộ thì không có tầm cỡ để chơi, sợ mấy tướng bay nhảy như Nazoth thì chịu. Tìm mà nó về đâu mất tiêu rồi.
mấy bạn ném trúng chiêu sẽ có cái tia tia xung quanh người là lúc đang được tăng tốc chạy với tốc đánh đó. Dính Utilavi thì hết thời luôn. Thấy trước đây có sát thương chuẩn thì cũng lợi thế hơn, để giết mấy đứa trâu bò giáp nhiều, chứ bây giờ mỗi sát thương phép đánh mấy đứa không lên huân chương thì được chứ nó lên rồi hơi khoai. Chạy đâu nữa bạn ơi? Bây giờ team bạn sơ hở ăn ulti của mình là trắng máu đó nha. Là vì bật giáp lên rồi mà tí nữa thì chết. Game này để từ từ win, để phun đồ chứ thắng lúc nào cũng được. Chơi với Trâm Anh thì ai muốn thua thì nên chơi chứ muốn thắng nó dễ quá. Không liều cho chết bớt khỏi tranh MVP. Lúc đây đợi gà đến. Gì bay màu luôn chưa kịp nhìn rõ mặt nữa. Mình nghĩ không cần lên thập tự kiếm nữa, mà hãy lên sách thánh luôn để xem độ mạnh của con này nhé. Dọn lính kiếm tiền đã. Ngáo ngơ tí nữa ăn choáng. Dồn 3 chiêu là chết nhưng nó lợi hơn Natalia là sát thương diện rộng. Nên lượng đêm như vậy cũng thuộc loại khủng rồi. Mấy bạn nên vào thử và cảm nhận. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình. Ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.